Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với các vùng Zaporozhye và Kherson, trở thành một phần của Liên bang Nga sau kết quả cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 10 năm 2022. Trong thời gian này, một số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất đã được thử nghiệm trong khu vực chiến đấu. Đặc điểm của những vũ khí đã trải qua sử dụng đã được xác định và việc cải tiến những vũ khí đã được đưa vào sử dụng bắt đầu. Tấn công bằng máy bay không người lái. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã cho thấy vai trò lớn của máy bay không người lái trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại. Chúng được sử dụng để trinh sát, tuần tra các khu vực, phát hiện các cuộc tấn công của kẻ thù trong giai đoạn đầu, điều chỉnh hỏa lực pháo binh, chiếu sáng mục tiêu laser để tiêu diệt chúng bằng đạn dẫn đường chính xác và cũng để tấn công kẻ thù. Các UAV trinh sát kiểu máy bay được sản xuất hàng loạt phục vụ cho quân đội Nga đã chứng tỏ khả năng hoạt động tốt, trước hết là Orlan 10, không chỉ được sử dụng để trinh sát mà còn để phát hiện sự tập trung của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bằng tín hiệu điện thoại di động. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, các UAV trinh sát Orlan 30, Eleron, Tachyon và một số loại khác đều đã được sử dụng trong chiến dịch. Bộ Quốc phòng Nga cũng từng được ghi nhận sử dụng UAV tấn công hạng trung Forpost Ru tấn công radar của hệ thống tên lửa phòng không Ukraine. Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo đã sử dụng thành công loại đạn tuần kích của tập đoàn Kalashnikov là Lancet và Coup. Bộ Quốc phòng Nga gọi Lancet là UAV hiệu quả nhất của Nga. Như Alan Lushnikov, chủ tịch tập đoàn Kalashnikov nói với hãng thông tấn TASS bên lề triển lãm quốc tế tại Abu Dhabi, nhiệm vụ ưu tiên trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt là sản xuất UAV, bao gồm cả việc tăng cường sản xuất máy bay không người lái Coup. Các doanh nghiệp được quan tâm đang làm việc tích cực hơn nhằm đạt được mục tiêu này. Tập đoàn Kalashnikov đang liên hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Nga và theo ông Lunikov, tập đoàn này đang sản xuất máy bay không người lái dựa trên kết quả sử dụng chúng tại thực địa. Theo chuyên gia trong lĩnh vực máy bay không người lái Denis Fedutinov, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Nga đã thay đổi thái độ đối với máy bay không người lái cảm tử vì những lợi thế của chúng và bắt đầu sử dụng chúng một cách tích cực hơn. Chúng tôi có thể nói rằng đã đạt được một bước ngoặt nhất định trong thái độ của quân đội, trong nước đối với chủ đề vũ khí này. Và bây giờ chúng tôi, mặc dù muộn màng, đang bắt đầu bắt kịp bằng cách sử dụng những đặc tính tích cực vốn có của hệ thống này. Chuyên gia cho biết trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn TASS, lưu ý rằng trước đó, sự kết hợp giữa vũ khí trinh sát không người lái và tấn công mặt đất được coi là tối ưu hơn. Một đặc điểm khác biệt của các hoạt động tác chiến trong khuôn khổ một chiến dịch đặc biệt là việc sử dụng ồ ạt các UAV cỡ nhỏ. Các phương tiện điều khiển bằng sóng vô tuyến có camera độ phân giải cao và zoom quang lớn, có thể được trang bị máy ảnh nhiệt, có khả năng di chuyển cách xa người điều khiển vài km và ở trên không trong vài chục phút. Chúng được sử dụng để trinh sát, tuần tra khu vực và phát hiện các cuộc tấn công của kẻ thù trong giai đoạn đầu, như Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa tin. Những máy bay không người lái như vậy đặc biệt hiệu quả trong việc điều chỉnh hỏa lực pháo binh từ các vị trí đóng. Máy bay không người lái thương mại đã được sửa đổi, được sử dụng để thả đạn cỡ nhỏ, đặc biệt là tiêu diệt nhân lực và thiết bị của đối phương gần tiền tuyến. Các công ty Nga đã bắt đầu đẩy mạnh phát triển và sản xuất các máy bay không người lái trinh sát và tấn công cỡ nhỏ trong nước. Vì vậy, một trong những sản phẩm của Viện Nghiên cứu Tổ hợp Máy tính mang tên Kaseva là máy bay không người lái trinh sát và tấn công RUT 250, hiện đang được thử nghiệm trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thiết bị này có khả năng bất khả xâm phạm trước các hệ thống tác chiến điện tử cầm tay, tăng tốc lên 170 km/h và có thể mang tải trọng lên đến 1,5 kg. Các công ty Nga cũng đang tích cực phát triển và sản xuất các phương tiện chống lại các máy bay không người lái tương tự của lực lượng vũ trang Ukraine được sử dụng thành công trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong số đó có súng chống drone, vũ khí tác chiến điện tử cầm tay Stupor và Harpoon 3, thiết bị LPD-801 của công ty tư nhân phòng thí nghiệm Papasha đã được sử dụng tại thực địa và biến thể cải tiến LPD-802 của nó đang được thử nghiệm. Ngoài ra, để chống UAV, quân đội Nga đã sử dụng thành công các thiết bị gây nhiễu mạnh của quân đội như Krasukha S-4, Murmansk, Moskva, Palantin.
sự thống trị của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trên bầu trời diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng hàng không quân sự, tác chiến, chiến thuật và chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được sử dụng tích cực và thành công ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch đặc biệt. Các phi công đã tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự, kho đạn dược và nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine, tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ phòng không. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần báo cáo về việc tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm cả tên lửa phóng từ trên không. Các mục tiêu là hệ thống giao thông Ukraine, hệ thống năng lượng cung cấp trực tiếp cho các hoạt động quân sự và các cơ sở sản xuất quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công thành công, bất chấp sự bão hòa của lực lượng phòng không Ukraine với các hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất của phương Tây. Lần đầu tiên trên thế giới, chiến dịch quân sự đặc biệt chứng kiến việc sử dụng vũ khí siêu thanh trong điều kiện chiến đấu. Tổ hợp Kinzhan mới nhất của Nga với tên lửa đạn đạo trên không, máy bay đem theo chúng là tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Như vậy, trong lần sử dụng chính thức đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, tên lửa đã đánh trúng một kho tên lửa và kho đạn dược lớn dưới lòng đất của quân đội Ukraine ở phía tây nước này. Cuộc tấn công của Kinzhan nhắm vào một căn cứ lưu trữ đạn dược ở vùng Ivanovo-Frankivsk, từng là nhà kho chứa đầu đạn hạt nhân, khi không chỉ lớp vỏ đất của căn cứ này bị xuyên thủng, mà còn cả lớp bê tông cốt thép vững chắc của căn cứ này. Khi Kinzhan bùng nổ bên trong, đây là một minh chứng rõ ràng về khả năng của lực lượng hàng không vũ trụ và sức mạnh của vũ khí siêu thanh của chúng tôi. Nhà quan sát quân sự của hãng thông tấn TASS, Viktor Liptokin nhận xét về điều này. Radar bay A-50U được hiện đại hóa dựa trên máy bay vận tải quân sự IL-76, thực hiện trinh sát và kiểm soát chiến đấu hàng không trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, phát hiện các vụ phóng tên lửa ở khoảng cách 800 km, máy bay chiến đấu các mục tiêu mặt đất và trên biển ở khoảng cách 300 km, đồng thời theo dõi 300 vật thể cùng một lúc. Tạp chí Forbes của Mỹ đã từng viết rằng máy bay chiến đấu của Nga có thể bắn hạ máy bay Ukraine mà không bị tấn công từ khoảng cách hơn 150 km. Tác giả của bài báo, một nhà quân sự, tuyên bố, trích dẫn một nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thống nhất Hoàng gia Anh, rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện tới 6 vụ phóng tên lửa không đối không tầm xa R-37M mỗi ngày. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, gần như toàn bộ dòng vũ khí hàng không đầy hứa hẹn do Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật phát triển và sản xuất đã được thử nghiệm thành công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 2, số hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine bị phá hủy đã vượt quá 400 chiếc và các báo cáo về việc radar của đối phương bị phá hủy xuất hiện trong các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga gần như hàng ngày. Như vậy, tên lửa, máy bay không đối không radar đã cho thấy hiệu suất hơn 98% trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Một nguồn tin nói với TASS rằng hầu hết tất cả tên lửa chống radar tốc độ cao thuộc lớp Kha-31PD đều bắn trúng các mục tiêu được chỉ định. Tên lửa này có tầm phóng tối đa là 250 km. Áo giáp của họ mạnh, nhưng cơn lốc của chúng tôi rất nhanh. Trực thăng tấn công K-52 và Mi-28N của Nga cũng được sử dụng hiệu quả để tiêu diệt xe bọc thép của đối phương. Như Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa tin, chúng được trang bị tên lửa có điều khiển chống tăng, cho phép chúng tấn công mục tiêu từ chế độ bay lơ lửng mà không cần vào khu vực phòng không. Ví dụ, tên lửa Vickers phóng từ trên không có tầm bắn lên tới 8 km. Các phi công lưu ý khả năng sống sót của máy bay Nga và khả năng chống lại các hệ thống phòng không. Hệ thống phòng không Vitebsk được lắp đặt trên máy bay trực thăng cho thấy hiệu quả cao trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công từ hệ thống phòng không cầm tay trong khu vực chiến đấu. Các chuyên gia của công nghệ điện tử vô tuyến đang nỗ lực cải thiện dữ liệu hệ thống phòng không của hệ thống dựa trên kết quả sử dụng chiến đấu của nó. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời chỉ huy phi hành đoàn K-52 Dmitry vào tháng 10 năm 2022 rằng thiết bị này đã được chứng minh là rất đáng tin cậy. Vì vậy, trong một số trận chiến, 4 tên lửa loại Stinger đã bắn vào tôi, tất cả chúng đều không tấn công được vào trực thăng. Chúng tôi bắn trúng tất cả các mục tiêu và chúng tôi trở về nhà. Tôi nghĩ rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thể hiện ở mức độ sẵn sàng rất cao. Không một hoạt động nào của chúng tôi, không một cuộc tấn công nào là hoàn thành mà không có các cuộc không kích, mà không gây thiệt hại cho quân đội Ukraine về thiết bị quân sự, xe tăng và các đơn vị pháo binh. Liptokin chia sẻ ý kiến của mình, nổi bật là các máy bay trực thăng K-52
Mi-8 và bao gồm cả Mi-24, Mi-35. Cũng có thông tin cho rằng một máy bay trực thăng K-52M hiện đại hóa đang được thử nghiệm ở chiến trường chiến dịch quân sự đặc biệt. Về xe bọc thép, chiến dịch quân sự đặc biệt trở thành ngọn lửa rửa tội cho xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất T-90M, loại xe tăng hiện đại và hiệu quả nhất trong thời đại chúng ta. Những sửa đổi mới nhất của dòng xe tăng T-72 cũng đang hoạt động thành công. T-72B3 được sản xuất từ năm 2011 và phiên bản cải tiến T-72B3M được giới thiệu vào năm 2014. Xe tăng phá hủy các công sự, xe bọc thép và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời kết hợp với việc điều chỉnh hỏa lực bằng máy bay không người lái, chúng có thể nâng độ chính xác của hỏa lực gián tiếp lên ngang tầm với các khẩu đội pháo. Bây giờ chúng tôi đang học cách bắn từ xe tăng T-90M, nghĩa là không nhìn thấy mục tiêu và tầm bắn từ 4 đến 12 km. Những điều này đều được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái. Chúng theo dõi quả đạn đến và đưa ra những điều chỉnh để có độ chính xác tối đa khi bắn đến. Tương đối mới, điều này chưa từng được thực hiện trước đây. Nó đang diễn ra tốt, ngang bằng với pháo binh. Theo một nhà phân tích trên trang Forbes, phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator kẻ hủy diệt do Uran và Gonzavod tạo ra trên cơ sở xe tăng T-90 có thể trở thành bước tiếp theo trong quá trình phát triển của xe bọc thép. Chúng đã chứng tỏ được mình ở Ukraine, đặc biệt là khi so sánh với các xe bọc thép khác của Nga. Ví dụ, một đoạn video về hoạt động chiến đấu của BMPT trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã nhận được phản hồi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Algeria. Như ấn phẩm trực tuyến MENA Defense lưu ý, khi phương tiện này xuất hiện cách đây vài năm, nó đã khơi dậy sự tò mò chung nhưng không thuyết phục được những người mua tiềm năng về tính hữu dụng của nó. Ấn phẩm viết, cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh hai điều quan trọng. Thứ nhất, vai trò quan trọng của xe tăng hiện đại, và thứ hai, mặt yếu của chúng, tần suất bắn thấp. Các phương tiện chiến đấu bộ binh và xe bọc thép được bảo vệ kém. Trong tình huống này, BMPT với áo giáp xe tăng rất hữu ích, tần suất khai hỏa ngày càng tăng và việc sử dụng đạn nổ không để lại cơ hội cho các chiến binh ngụy trang và tổ lái chống tăng. Các chuyên gia Algeria đã bày tỏ sự ngưỡng mộ như vậy. Xe bọc thép mới BMP-3 và BMD-4M do Kugan Mazavod sản xuất được biên chế vào quân đội với những sửa đổi được thực hiện có tính đến kinh nghiệm vận hành trong điều kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt. Có thông tin cho rằng nhà máy đã bắt đầu sản xuất hàng loạt BMP-3 với khả năng bảo vệ năng động. Về hỏa lực bộ binh, dựa trên kết quả sử dụng trong chiến đấu, mối quan tâm của tập đoàn Kalashnikov là cải thiện và hoàn thiện các mẫu súng mà họ đã tạo ra. Ví dụ vào tháng 7 năm 2022, một mẫu súng trường tấn công AK-12 sửa đổi đã được trình diễn trước đại diện Bộ Quốc phòng. Các đề xuất cải tiến bao gồm thay đổi chế độ bắn và cải thiện tính tiện dụng của vũ khí. Như Alan Lunikov, chủ tịch tập đoàn Kalashnikov nói với hãng thông tấn TASS, thiết kế của súng trường tấn công AK-12 đang được cải tiến và dựa trên phản hồi về việc sử dụng nó trong chiến đấu. Những thay đổi này đang được thực hiện đối với sản phẩm. Khẩu AK-12 đang được sản xuất ngày nay có sự khác biệt đáng kể so với sản phẩm được đưa vào sử dụng trong quân đội năm 2018. Ông Lushnikov lưu ý, đối với các sản phẩm khác được cung cấp cho chiến trường, đặc biệt là súng bắn tỉa Chukavin SHF 7,62 ly và súng tiểu liên Kalashnikov PPK-20 loại 9 ly, mối quan tâm cũng đang được nghiên cứu kỹ lưỡng và tính đến phản hồi. Các tay súng bắn tỉa của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sử dụng toàn bộ dòng súng trường tầm xa của công ty vũ khí tư nhân Lobaev Arms của Nga. Công ty nhận được sự phản hồi từ bộ phận quan trọng về các vũ khí và nắm được các thông tin trong việc sử dụng chúng. Trong số các mẫu có loại modul TSVL-8 Stalingrad đa nòng với tầm bắn tối đa 1.600m, cũng như súng trường có tầm bắn xa nhất thế giới, kỷ lục năm 2017 là 4.210m, SVLK-14S Twilight. Có thông tin cho rằng việc sản xuất súng trường Lobaev Arms sẽ tăng gấp đôi vào tháng 2 và tăng gấp đôi lần nữa vào tháng 4. Bầu trời bị khóa. Tất cả các hệ thống phòng không của Nga đều khẳng định tính hiệu quả cao trong việc đánh chặn mọi mục tiêu trên không của đối phương, từ máy bay không người lái cỡ nhỏ đến tên lửa tác chiến chiến thuật của tổ hợp Tukhchau. Đồng thời, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ngay cả những mục tiêu khó đánh chặn như đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm cả HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng bị bắn hạ hàng loạt.
UAV tấn công vào trinh sát do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất Bayraktar TB2 được quảng cáo rộng rãi, trên thực tế đã không còn xuất hiện trong danh sách các mục tiêu tiêu diệt của Bộ Quốc phòng Nga ngay trong những tháng đầu tiên của chiến dịch đặc biệt. Họ khiến chúng tôi sợ hãi Bayraktar. Nó hóa ra là một trong những mục tiêu đơn giản nhất của chúng tôi. Nó bay thẳng cùng với tốc độ ở một độ cao nhất định. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là mục tiêu đơn giản nhất. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời một thành viên quân sự của tổ hợp tên lửa phòng không Thor, người đã bắn hạ một UAV của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ hai của chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên lề triển lãm quốc tế Aero India 2023, một đại diện của tập đoàn Almaz Antey đã nói với hãng thông tấn TASS về việc hiện đại hóa hệ thống phòng không Thor để chống lại hiệu quả của các UAV. Ông nói, đồng thời, các nhà sản xuất cũng quan tâm tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa dòng hệ thống phòng không Thor để tăng hơn nữa hiệu quả của nó trước các mục tiêu khác nhau, bao gồm cả các máy bay không người lái. Ông nói và lưu ý rằng cần chú ý nhiều đến việc chống lại các mục tiêu có diện tích phân tán hiệu quả thấp. Có thông tin cho rằng nhà máy Izvest Kupol đã cải tiến Thor để chống lại đạn pháo HIMARS. Và giờ đây, nhờ những kết quả hiệu quả như vậy, toàn bộ dòng sản phẩm Thor đang thu hút được sự quan tâm lớn từ nước ngoài. Nó đã được gọi là hiện thân xuất sắc của tư tưởng kỹ thuật. Vì vậy, tại một cuộc triển lãm ở Bangalore, người ta đã bày tỏ sự quan tâm đến mô đun Thor M2KM và tên lửa 9M331D mà nó sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống pháo và tên lửa phòng không tự hành Panzer có hiệu quả 100% trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong phần bình luận cho đoạn video được phân phối về hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không, vốn phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu mỗi ngày, đã được ghi nhận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 2 tháng, lực lượng phòng không và máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ gần 400 máy bay Ukraine, hơn 200 trực thăng và hơn 3.100 máy bay không người lái. Pháo binh vẫn là nhạc trưởng trên chiến trường. Chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy vai trò của pháo binh và hệ thống tên lửa phóng loạt trên chiến trường vẫn còn cao. Từ phân tích của hãng thông tấn TASS về báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga có thể thấy rằng tất cả các loại thiết bị pháo và tên lửa của lực lượng mặt đất đều được sử dụng. Pháo cối tự hành, pháo phản lực phóng loạt, cũng như các loại pháo tác chiến chiến thuật, hệ thống tên lửa với tên lửa đạn đạo và hành trình. Biên tập viên của ấn phẩm Arsenal of the Fatherland, Alexei Leonkov, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS lưu ý rằng, lực lượng pháo binh ngày càng bổ sung các hệ thống có độ chính xác cao, hoạt động không chỉ như một đơn vị chiến đấu độc lập, mà còn là một phần của tổ hợp trinh sát và tấn công. Trong trường hợp này, trinh sát có nghĩa là truyền tọa độ và tấn công bằng đạn có độ chính xác cao hoặc hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến. Vị chuyên gia tin rằng tất cả những điều này cho thấy rằng pháo binh vẫn là lực lượng chính trên chiến trường, tức là trong chiến đấu vũ trang kết hợp hiện đại, nhưng đồng thời nó đang được cải tiến. Đã nhiều lần có báo cáo về việc sử dụng nhiều loại UAV để điều chỉnh các cuộc tấn công của pháo binh, trong khi độ chính xác của hỏa lực, như đã nói ở trên, đã tăng lên đáng kể. Cùng với pháo phản lực phóng loạt đã được đưa vào sử dụng từ lâu, chiến dịch quân sự đặc biệt còn quan tâm tới sự tham gia của các hệ thống mới nhất Tornado J, kết quả của việc hiện đại hóa Grad và Tornado S, loại pháo với tầm bắn lớn nhất được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài việc tấn công các sở chỉ huy, nhà kho và hệ thống phòng không, các hệ thống này còn sử dụng thành công trong cuộc chiến chống lại loại tương tự do Mỹ sản xuất là HIMARS với tầm bắn chỉ 80 km. Hiệu quả của cuộc chiến phản pháo bên phía Nga đã được xác nhận qua các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó, trong một năm đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Ukraine cũng đã mất hơn 4.000 khẩu pháo dã chiến và cối, cùng hơn 1.000 xe chiến đấu, pháo phản lực phóng loạt, bao gồm cả các mẫu xe của phương Tây. Một thành công khác là việc sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol, biến pháo 155 ly thành vũ khí có độ chính xác cao. Như các lính pháo binh đã nói, họ chỉ cần bắn một viên đạn đến gần khu vực mục tiêu, và một đòn đánh chính xác sẽ đảm bảo nó dẫn đường dọc theo chùm tia laser ở phần cuối của quỹ đạo. Sự thành công của việc sử dụng Iskander là điều rõ ràng. Như một ví dụ về mức độ nguy hiểm của tổ hợp này, người ta có thể kể tên một vụ tấn công trực tiếp bằng tên lửa của nó vào tháng 8 năm 2022 vào một cơ sở quân sự của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk. Sau đó, hơn 200 quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine trên đường tới Donbass đã bị tiêu diệt, cũng như 10 đơn vị thiết bị quân sự. Sự hỗ trợ từ biển. Theo nhà quan sát quân sự TASS Vladimir Kanozov, vai trò của các tàu và hạm đội trong hoạt động chiến đấu là rất lớn.
Mặc dù thực tế là chỉ có hạm đội Biển Đen tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, và thậm chí khi chiến dịch bắt đầu, hạm đội này không có đầy đủ lực lượng. Chuyên gia tin rằng điểm đặc biệt của chiến dịch quân sự đặc biệt là việc sử dụng ồ ạt tên lửa hành trình, trong đó có tổ hợp Kalib đóng vai trò quan trọng. Karnozov kể lại rằng, trong toàn bộ chiến dịch ở Syria, Hải quân Nga đã bắn khoảng 100 tên lửa hành trình vào các mục tiêu phiến quân. Đồng thời, theo báo chí nước ngoài, chỉ trong một cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine, Nga đã sử dụng số lượng đạn dẫn đường chính xác tầm xa tương đương và tính đến đầu năm 2023 đã có khoảng 10 cuộc tấn công như vậy. Theo Karnozov, đóng góp đặc biệt vào thành công của cuộc tấn công của Kalib thuộc về các tàu ngầm của hạm đội Biển Đen đã bắn tên lửa từ vị trí dưới nước, khiến kẻ địch không có thời gian đánh chặn. Ví dụ nếu chúng, tức là tên lửa hành trình, được phóng từ tàu mặt nước và máy bay ném bom, thì các đối tác của chúng tôi như Mỹ, Anh và những nước tương tự, họ có phương tiện trinh sát trên không gian để phát hiện một máy bay ném bom cất cánh gần như ngay lập tức, và họ sẽ thông báo cho phía Ukraine, và thật không may họ nhận được thông tin về việc này, cho phép họ chuẩn bị đi xuống bon kè, sẽ tấn công sau 1 giờ hoặc 2 giờ. Nếu nó ở dưới nước, tàu ngầm sẽ ở dưới nước trong một số ngày nhất định hoặc nổi lên, không thành vấn đề, và sau đó bí mật tiếp cận gần bờ hơn. Lực lượng NATO gần như không thể phát hiện ra nó ở vị trí chìm. Nó bắn tối đa 4 đến 6 tên lửa, nhưng những tên lửa này sẽ tiếp cận mục tiêu trong vòng nửa giờ, vì nó đến gần mục tiêu hơn để tấn công và một khoảnh khắc bất ngờ xuất hiện. Các tàu ngầm một lần nữa cho thấy chúng có những đặc điểm độc đáo mà các hệ thống vũ khí khác không có. Vai trò quan trọng của hạm đội là tiêu diệt các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine ở giai đoạn đầu của chiến dịch đặc biệt. Theo Karnozov, sự hiện diện của các tàu đổ bộ trong hạm đội Biển Đen đã buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải giữ một nhóm lớn ở các thành phố ven biển để đề phòng một cuộc đổ bộ quy mô lớn của thủy quân lục chiến Nga lên bờ biển Ukraine. Ngoài ra, theo ông, các tàu ngầm này còn tham gia cung cấp hậu cần cho quân đội, chủ yếu là thủy quân lục chiến. Nếu không có lực lượng này thì việc chiếm Mariupol và các thành phố khác của miền nam Ukraine trên biển Azov sẽ khó khăn hơn nhiều. Đồng thời, các con tàu được sử dụng chống lại hỏa lực của kẻ thù. Một số trong số chúng bị hư hại trong trận chiến và nhân sự bị tổn thất. Thủy quân lục chiến đóng một vai trò lớn trong cuộc tấn công vào các thành phố và các hướng quan trọng. Và lực lượng không quân hải quân cất cánh từ các sân bay trên bộ đã tấn công mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine. Huy động ngành công nghiệp quốc phòng. Với chiến dịch quân sự đặc biệt, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng bắt đầu tăng khối lượng và giảm thời gian sản xuất thiết bị. Có thông tin cho rằng các biện pháp đã được thực hiện để tăng sản lượng lên nhiều lần, chuyển sang hoạt động nhiều ca, thuê nhân viên mới và mở rộng năng lực sản xuất. Thời điểm trong nước đang rất căng thẳng và phương thức hoạt động của chúng tôi cũng tương ứng với điều kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt. Các nhà máy của Rostec đã chuyển sang làm việc theo nhiều ca, tăng cường sản xuất các sản phẩm quân sự. Vladimir Archakov, Phó Thủ tướng thứ nhất, Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec nói với hãng thông tấn TASS, cổ phần của tập đoàn chiếm gần một nửa toàn bộ đơn hàng quốc phòng của đất nước và khối lượng đang tăng lên theo cấp số nhân. Hiện nay là tiền tuyến của chúng tôi và tập đoàn đang nỗ lực hết sức để đảm bảo điều đó. Quân đội được cung cấp các loại vũ khí và trang thiết bị cần thiết. Archakov lưu ý rằng tập đoàn này sản xuất hàng trăm loại vũ khí và thiết bị quân sự, đồng thời là công ty dẫn đầu đất nước trong hầu hết các phân khúc sản xuất quân sự. Các doanh nghiệp như Tổ hợp Chính xác Cao, Trực thăng Nga, Tập đoàn Máy bay Thống nhất, Tập đoàn Động cơ Thống nhất, Uran và Gonzavos, Almat Antey, tên lửa chiến thuật và nhiều doanh nghiệp quân sự khác tham gia thực hiện nhiệm vụ trật tự phòng thủ đã chuyển sang phương thức hoạt động đặc biệt. Các nhà sản xuất vũ khí liên tục thông báo giao các lô sản phẩm mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Archakov nói, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, vấn đề đảm bảo chủ quyền công nghệ trong lĩnh vực dân sự trở nên hết sức cấp bách. Đây là một mặt trận khác mà chúng tôi mong đợi chiến thắng. Theo ông, đến năm 2030, Tập đoàn Máy bay Thống nhất phải sản xuất hơn 500 máy bay chở khách các loại, được thiết kế để thay thế các mẫu máy bay thông thường của nước ngoài. Tất nhiên, năm trước gặp khó khăn và phải có những điều chỉnh riêng cho công việc của các nhà máy đóng tàu, khiến một số doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất tập trung sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Ngày nay, hoạt động theo hình thức chế độ thay đổi và khối lượng công việc của họ tương đương với thời kỳ Liên Xô, đại diện tập đoàn chia sẻ với hãng thông tấn TASS. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng không có tác động đáng kể đến khả năng sản xuất thiết bị hàng hải công nghệ cao hiện đại cho mục đích quân sự của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất. Quá trình nội địa hóa trong lĩnh vực này đang tiến gần đến 100% với mức độ hợp tác lên đến cấp độ thứ 3. Thiết bị quan trọng được tạo ra trong nước hoặc được cung cấp từ các nền kinh tế của các quốc gia thân thiện. Theo các công ty đóng tàu,
việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng nhà nước vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Công việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borea và Yasen M, tàu ngầm diesel điện loại Vasavayanka, tàu quét mìn biển Alexandri, tàu khu trục và tàu hộ tống, các thiết bị hàng hải khác vẫn được tiếp tục. Tổng thống Putin nhấn mạnh tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế vào giữa tháng 1 năm 2024. Theo đó, ngành công nghiệp quốc phòng đã đạt được động lực lớn trong năm qua và tiếp tục tăng cường năng lực. Ông lưu ý rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đóng góp to lớn vào sự năng động của các lĩnh vực sản xuất. Về xuất khẩu vũ khí, các đối tác nước ngoài đã tăng cường đáng kể sự quan tâm đến vũ khí của Nga, đánh giá tính hiệu quả của chúng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine dựa trên kết quả thực tế trên trận địa. Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang nói với hãng thông tấn TASS, không còn nghi ngờ gì nữa, chiến dịch quân sự đặc biệt đã làm tăng sự quan tâm của các đối tác nước ngoài đối với vũ khí Nga. Ngoài ra họ một lần nữa bị chúng tôi thuyết phục về các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật cao, độ tin cậy, độ bền và khả năng bảo trì của các sản phẩm quân sự sản xuất trong nước. Về vấn đề này, cơ quan lưu ý có thể dự đoán được sự quan tâm ngày càng tăng đối với các thiết bị quân sự do Nga sản xuất được cung cấp trên thị trường quốc tế với mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với việc thực hiện vô điều kiện tất cả các hợp đồng xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan liên bang đảm bảo với tất cả các đối tác nước ngoài rằng mặc dù khối lượng công việc trên dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ngày càng tăng, nước Nga vẫn sẽ thực hiện thành công các hợp đồng xuất khẩu hiện có và dự định thực hiện các hợp đồng mới. Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang cũng lưu ý, sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài truyền thống trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, đồng thời tích cực thu hút các khách hàng đầy triển vọng. Cơ quan này cho biết thêm, hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga với các nước khác đã thích ứng thành công với thực tế mới, các lệnh trừng phạt của phương Tây và lệnh phong tỏa công nghệ chống lại Nga. Chúng tôi đã cố gắng tránh sự chậm trễ trong việc giao thiết bị và đảm bảo rằng các doanh nghiệp của chúng tôi đang thực hiện thành công các hợp đồng xuất khẩu hiện có. Nga sẵn sàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và duy trì mức độ trước đó, đồng thời trong một số lĩnh vực tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối tác nước ngoài. Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang của Nga lưu ý và cho biết thêm rằng việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã làm tăng khối lượng công việc trên dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Hầu như tất cả các mẫu khí tài quân sự sử dụng tại chiến dịch quân sự đặc biệt đều được cả thế giới quan tâm. Theo Cơ quan Dịch vụ Liên bang, việc thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế giúp các đối tác hiểu rõ về khả năng và độ tin cậy của vũ khí và thiết bị quân sự. Cơ quan này lưu ý, chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn đã làm tăng sự quan tâm của khách hàng nước ngoài đối với một số loại sản phẩm quân sự được sử dụng bởi lực lượng vũ trang Nga. Đặc biệt, chúng ta đang nói về các tổ hợp UAV và tên lửa phòng không chính xác, cũng như thiết bị rà phá bom mìn. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nói về sự chú ý ngày càng tăng đối với trực thăng Ka-52E và trực thăng Mi-171SH. Máy bay chiến đấu Su-57E và Su-35, tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-E, phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A, đạn dẫn đường cho pháo binh, máy bay không người lái, hệ thống tên lửa ven biển, hệ thống phòng không Panzer-S1, hệ thống phòng không Buk, hệ thống phòng không TOR, Ikla-S, Verba-Manpad và nhiều loại radar khác. Vào đầu tháng 12, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang của Liên bang Nga báo cáo rằng, bất chấp nỗ lực của các nước không thân thiện, danh mục đơn hàng xuất khẩu của các sản phẩm của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Nga vẫn ở mức 50-55 tỷ đô la. Công ty Cổ phần Xuất khẩu Vũ khí Nga vào năm 2022 đã mở rộng danh mục xuất khẩu với 15 sản phẩm mới. Tập đoàn Kalashnikov báo cáo rằng, vào năm 2022, họ đã hoàn thành 24 thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự và tổ chức sản xuất được cấp phép theo hợp đồng. Năm 2023, mối lo ngại đã tăng sản lượng vũ khí lên 40% so với khối lượng của năm trước. Kết quả này là kỷ lục trong 20 năm qua.